Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách dọn màn hình chính trên Android cực kỳ nhanh và dễ dàng. Vậy thì tại sao phải làm điều này? Một số bác có con nhỏ thì mỗi khi mà đưa cho con nhỏ xem YouTube cái là một lúc sau tự nhiên thấy ứng dụng của mình là nó nhảy lung tung, nó sắp xếp lộn xộn hết cả lên. Thì đây sẽ là một cái cách để mà cho các bác có thể dọn dẹp lại cái màn hình một cách nhanh nhất có thể. Thì trước mặt các bạn là mình có 4 hãng điện thoại đến từ 4 thương hiệu khác nhau nhé, Oppo, Xiaomi, Samsung và Vivo. Có thể thấy là các cái ứng dụng trên màn hình nhìn nó rất là lộn xộn nha. Thì bây giờ các bạn là cứ nhìn mình thao tác nha. Và một lát nữa thì mình sẽ chỉ cho các bạn là cách tìm kiếm các cái ứng dụng này ở đâu. Đơn giản là mỗi một cái nhà sản xuất thì nó sẽ có một cái launcher, một cái giao diện riêng của nó. Các bạn chỉ việc vào phần ứng dụng trong cài đặt và xóa cái dữ liệu của cái giao diện nó đi thì là nó sẽ trở về cái màn hình gốc như ban đầu. Đây, mình sẽ xóa đi nha. Rồi, mình thoát ra. Đây là máy Redmi. Rồi, đó, y chang như lúc mới mua nha. Và đối với những cái dòng máy giống như Samsung này, nó có app RAW. Thì thậm chí là trong cái cửa sổ app RAW mà các bạn sắp xếp lộn xộn đi chăng nữa thì chỉ với một nút ấn là mình có thể mình đưa cái app RAW cũng như màn hình chính trở về trạng thái ban đầu rồi. Rất là nhanh chóng luôn. Mình xin nhắc lại là cái phương pháp này thì nó chỉ có áp dụng được trên các dòng điện thoại của Android thôi nha. Và nếu mà anh em có nhu cầu mà muốn tìm hiểu xem là cái điện thoại của mình cái tên ứng dụng đó là gì thì anh em có thể để lại comment ở phía dưới. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Đầu tiên các bạn vào cài đặt của các máy này. Vào cài đặt này. Sau đó các bạn sẽ kéo xuống và kiếm phần kiểm soát ứng dụng của máy nha. Vivo là ứng dụng bảo quyền này. Rồi Samsung là ứng dụng này. Rồi Xiaomi là quản lý ứng dụng. Và Oppo đây. Rồi sau đó thì mình sẽ vào bật hiển thị ứng dụng hệ thống lên nha. Oppo là quản lý ứng dụng. Rồi bây giờ mình sẽ bật hiển thị ứng dụng hệ thống lên này. Đó. Xem này, hiển thị hệ thống. Tương tự với hai thiết bị còn lại nha, thì các bạn cũng hiển thị hệ thống lên. Tại vì thông thường thì cái launcher này thì nó sẽ nằm ở trong ứng dụng hệ thống, nó sẽ không hiển thị ra bên ngoài cho các bạn tìm kiếm đâu. Đến đây thì công việc dễ hơn nha, các bạn chỉ việc tìm đến những ứng dụng như đầu video mình hướng dẫn có cái subtitle, cái phụ đề nho nhỏ ở phía dưới á. Sau đó các bạn sẽ vào phần quản lý bộ nhớ gì đó và mình sẽ xóa cái dữ liệu của cái ứng dụng đó đi, là chúng ta có thể sắp xếp lại được cái giao diện màn hình chính một cách cực kỳ nhanh chóng chỉ với một nút ấn. Và chỉ thao tác trong khoảng từ 30 giây cho tới 1 phút là cùng thôi. Ở các dòng điện thoại khác nhau thì nó cũng khác nhau nha. Ví dụ các bạn có thể thấy Vivo ở bên phía tay phải là bộ nhớ này, Samsung thì là lưu trữ, còn cái Xiaomi là trình khởi động hệ thống thì nó cũng là lưu trữ luôn. Đó. Bây giờ các bạn chỉ việc xóa dữ liệu đi là xong thôi. Một cách rất là đơn giản nha. Và trên đây mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cái cách để mà dọn dẹp lại màn hình chính của Android một cách nhanh chóng nhất chỉ với một vài thao tác cực kỳ cơ bản. Vậy thì anh em đánh giá sao về phương pháp này và anh em còn có nhu cầu tìm hiểu về những cái dòng thiết bị khác nữa hay không thì vui lòng để lại comment ở phía dưới nhé. Nếu thấy video hữu ích thì nhớ đừng quên like, share và đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những clip tiếp theo. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian để theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.